Đồng Tháp mong muốn quỹ Coca-Cola và WWF tiếp tục đồng hành trong đề án xíu đầu đỏ tại Đồng Tháp. Đó là nội dung của cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cùng đại diện WWF tại Việt Nam và quỹ Coca-Cola. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện thông tin thêm về đề án xéo mà Đồng Tháp đã phê duyệt. Khó khăn lớn nhất của tỉnh hiện nay là công tác tiếp cận giống xéo từ Thái Lan. Việc mời chuyên gia từ Hội xéo quốc tế ICF để tập huấn và công tác quản lý đốt cỏ chủ động nhằm tạo cảnh quan sinh thái, điều kiện thuận lợi cho xéo sinh sống và phát triển. Ông Nguyễn Phước Thiện đề xuất đơn vị hỗ trợ tỉnh thực hiện một số nội dung như hỗ trợ chi phí để tiếp nhận xéo, hỗ trợ tập huấn, quản lý trong thực hiện việc đốt cỏ chủ động, xây dựng kế hoạch quản lý lửa cho vườn quốc gia Tràm Chim. Theo các chuyên gia của WWF tại Việt Nam và quỹ Coca-Cola, thì Đồng Tháp đã có bước tiến quan trọng trong cải thiện sinh cảnh vườn quốc gia Tràm Chim. Bằng nhiều giải pháp, môi trường sinh thái, điều kiện tự nhiên dần được phục hồi. Hai tổ chức này cũng ghi nhận các đề xuất của tỉnh nhằm chung tay bảo vệ loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới này.